Rồi anh em thì đây đây là cái khi mà mình kéo ra hết ha, kéo ra hết mình gặp lại thành một cái thang thẳng, lấy cái thước phú mình mới đo được. Đây, một cái thang thẳng nè, nó sẽ dọc nguyên cái luôn, mình đo cho anh em coi. Thì ở đây á, mình muốn nói luôn là anh em nào thích cái muốn cái sự an toàn thì anh em có thể mua những cái thang Nhật, mặc dù nó mắc không hơn hàng Việt mình không bao nhiêu anh em nha, nhưng mà bù lại thì nó cho mình cái cảm giác chân nó lên nó vững lắm. Rồi nó sẽ dài đâu đó là khoảng tầm lên tới 3 mét rưỡi nha nè, 3 mét 67, 3 mét 57 đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình dựng nó lên, dựng nó lên đó. Thì cái này, cái thang này anh em sẽ không dựng nó lên nữa Phúc, cái này anh em sẽ không thể để cho nó coi chừng dính dây. Không thể nào mà anh em đứng thao tác trên nha, anh em sẽ không có đứng thao tác ở trên này, mà anh em sẽ dùng nó, ví dụ như anh em leo lên mái nhà, leo lên mái nhà anh em leo qua luôn, chứ anh em không có tì để mà anh em thao tác, tại vì cái này thực ra nó không phải là dành cho thao tác nha anh em. Đó đó, thì anh em có thể bước leo lên, nó vững cái chân nha nè, nó vững cái chân đó. Rồi xuống đây. Đó, ví dụ như anh em leo qua nóc nhà thì anh em sẽ leo lên bước qua luôn. Rồi sau đây mình sẽ hạ nó xuống ha. Thì khi mà anh em muốn đứng thao tác á, thì nó sẽ là ở một cái thế khác, tại vì cái thế này nó sẽ là cái thế nguy hiểm cho người sử dụng. Bản chất là cái trên cái hướng dẫn sử dụng của cái thang nó cũng có để, nên là một số anh em sẽ bị nhầm lẫn ở đây. Bây giờ mình sẽ gặp lại cho nó thành chữ A nha anh em. Đẩy lên, đẩy lên. Để mình hạ xuống. Đó, rồi. Nó bị vướng xíu ha. Rồi, thì đây. Đó, khi mà mình gặp lại chữ A nè. Gặp lại chữ A nè. Gặp lại chữ A thì nó cực kỳ vững luôn nha. Đó, đây. Thì khi này anh em sẽ đứng ở lên này thao tác, đứng lên trên này thao tác như mình đây. Đây, ví dụ mình đang đứng đây, mình muốn xử quạt trần ở trên này. Phú Phú cầm quay cho anh cái. Thì mình sẽ leo lên nha anh em. Để anh lấy cái mic. Đó, thì bây giờ mình sẽ leo lên nè. Leo lên để cho anh em coi cái cảm giác nó chắc chắc chân khi mà mình đứng mình thao tác. Thì khi mà anh em dựng ra như vậy, nó sẽ chỉ cao tầm khoảng đâu đó là 1m7 ha, với cái độ 1m7 nè, lấy xa xa ra. Khoảng tầm là 1m7 đó, 1m7. Thì khi này mình cao khoảng tầm 1m6 mình thao tác ở trên này được ha, khi đó mình sẽ leo lên nó vững chân lắm anh em ơi, mình sẽ không có bị rung chân như là những cái thang của Việt Nam đó. Ở đây thì mình sẽ thao tác ở trên cái quạt này hoặc là sát tường, thường người ta sẽ không có đứng trên đỉnh thao tác như vậy nha anh em, nó sẽ nguy hiểm, người ta sẽ trụ một chân như vậy đó, ở cái bậc kế cuối thôi người ta sẽ có cái chân trụ. Thì cái này khi mà anh em đứng ở trên đỉnh với cái chữ A như vậy, nó sẽ gần như nó không có cái dao động đó anh em nhìn nè, mình cố tình mình lắc nè, nó gần như nó không có cái dao động của cái thang đó, là cái thiết kế của nó. Với lại cái phần nhôm này là cái nhôm chịu lực, ví dụ như anh em xài một thời gian, của Việt Nam mình nó hay bị giãn gân giãn cốt như mấy ông già anh em, nhất là những cái khớp nè, khớp này, một số khớp này và những cái này thì của Việt Nam mình nó một thời gian sau nó sẽ bị lỏng lẻo. Còn ở đây thì nó sẽ là của cái thằng Nhật ha, những cái tem cảnh báo ở đây, tại vì nó mất con tem rồi nè, nhưng mà nó còn rất là mới đó, nó còn rất là mới. Đây, nó hướng dẫn sử dụng cho anh em. Thì một cái này nó sẽ dành cho một người khoảng 100 kg nha nè, 100 kg trở lại. Nó nhôm còn rất là đẹp nè, như anh em có thể nhìn ở đây, đây nhôm còn rất là đẹp ha, anh em nhìn đây nè đó. Thì khi đó anh em có thể thấy anh em gấp gọn lại rất là gọn gàng đó. Thì anh em đá cái này lên, đá cái này lên rồi thu lại ha, thu lại đó. Bề ngang của nó ở dưới chân á khoảng tầm là 60, 60, còn chiều cao ở trên phần này thì khoảng tầm là 40 đó. Ở đây đó, nó có một hai vết chày này, do nó là hàng bãi á, nên là anh em thông cảm đó. Còn bây giờ anh em gấp gọn lại thì bản chất là một người phụ nữ, mẹ bỉm sữa hay là mẹ đang cho con bú đều vác được nha anh em, đều rinh được, tại vì cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, nó khoảng có hình như là 7 kg cái thang này đó. Thì ví dụ như đàn ông trong gia đình lâu lâu có việc sử dụng thang thì anh em có thể sử dụng cái này mà không có sợ là nó gây nguy hiểm nha anh em. Đó, nó sẽ mắc hơn thang Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà bù lại thì khi
anh em sẽ bỏ tiền mua cái sự an toàn. Đôi khi anh em làm việc trên cao, nó những cái thang yếu nó sẽ có vấn đề nguy hiểm, còn cao quá thì phải có cái thang chuyên dụng ha. Rồi, con này của Nhật nha anh em, mọi chi tiết nhôm rất là đẹp đó, giá mình có để công khai ở bên dưới, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Rồi, bye bye anh em.